Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một chút nhé. Nếu chọn một hình ảnh làm biểu tượng cho Việt Nam, các em sẽ chọn hình ảnh nào? À, ở đây có bạn chọn lũy tre làng bởi tre có mặt ở khắp mọi vùng miền trên tổ quốc, là người bạn đồng hành cùng dân tộc ta từ xưa đến nay. Tre quây quần thân thiết với con người và in bóng đậm đà vào văn hóa thi ca và cả trong tâm thức người Việt. Có bạn thì lại chọn chiếc áo dài dân tộc làm biểu tượng bởi chiếc áo dài đã trở thành quốc phục, là di sản văn hóa phi vật thể của nước Việt Nam và là niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc trước bạn bè quốc tế. Cũng có những bạn chọn những hình ảnh khác như hình ảnh trống đồng âm vang hào khí cha ông, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hay hình ảnh những bông lúa vàng thơm ngát hương quê và còn nhiều hình ảnh khác nữa. Tuy mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng những hình ảnh đó đều có một điểm chung là được nhiều người biết đến và đại diện cho giá trị đặc biệt của con người và đất nước Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiết 33, 34 văn bản Việt Nam quê hương ta, để xem các em có cùng suy nghĩ với tác giả Nguyễn Đình Thi khi chọn những hình ảnh làm biểu tượng cho quê hương Việt Nam hay không nhé. Tác giả chuẩn bị đọc. Đối với bài học ngày hôm nay, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau. Một nhỏ là về kiến thức, thì các em cần nắm được vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của con người Việt Nam. Thứ hai là đặc điểm của thơ lục bát được thể hiện trong văn bản Việt Nam quê hương ta. Hai là về năng lực, giúp các em nhận biết được các đặc điểm của thể thơ lục bát, số tiếng, số dòng, thanh điệu, vần, nhịp của thơ lục bát. Nhận biết và phân tích được những nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ. Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ, văn bản và nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra. Về phẩm chất, giúp cho chúng ta yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp quê hương, tự hào về quê hương, đất nước và có trách nhiệm giữ gìn những hình ảnh truyền thống tốt đẹp của quê hương. Hai, tác giả Nguyễn Đình Thi sinh năm 1924, mất năm 2003. Ông sinh ra ở Luông Phơ Băng, Lào và quê gốc ở Hà Nội. Là một nghệ sĩ đa tài, ông làm thơ, viết văn, sáng tác kịch và âm nhạc. Những bài thơ của ông in đậm hình ảnh đất nước Việt Nam, từ trong vất vả, gian lao đã đứng lên quật khởi, kiên cường. Qua đó, ca ngợi quê hương là một trong những chủ đề quan trọng của thơ Nguyễn Đình Thi. Ta cùng chuyển sang phần 25 mã trải nghiệm cùng văn bản. Một nhỏ, đọc chú thích. Các bạn theo dõi vào hai chú thích đó là Trường Sơn và Áo Nâu ở sách giáo khoa trang số 64. Trong đó, Trường Sơn là dãy núi kéo dài từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào, giáp Nghệ An đến cực Nam Trung Bộ của Việt Nam. Áo nâu là màu áo quen thuộc của người nông dân thuở xưa. Trước đây, người nông dân thường nhuộm vải bằng nước củ nâu. Hai là tưởng tượng và liên hệ. Khi mà đọc văn bản tới những phần này thì các bạn có thể dừng lại một chút để chúng ta có thể hình dung như thế nào về phong cảnh và con người Việt Nam. Từ đó thì các bạn nghĩ đến đặc điểm nào của truyền thống dân tộc? 3 là đọc diễn cảm. Việt Nam quê hương ta là một bài thơ được viết theo thể thơ lục bát, nhẹ nhàng thể hiện niềm yêu mến, tự hào về quê hương của tác giả. Vì vậy, khi đọc diễn cảm, các bạn cần đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang âm hưởng tự hào, ngợi ca và lưu ý các bạn phải ngắt nhịp cho đúng. Ở đây cô sẽ đọc mẫu ba khổ thơ đầu. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lạ rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau, mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.
Đất nghèo nuôi những anh hùng chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên, đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần ba La Mã là suy ngẫm và phản hồi. Một nhỏ, đặc điểm thể loại thơ lục bát trong bài thơ. Ở đây chúng ta thấy này, bốn dòng thơ đầu ở đây được ngắt theo nhịp chẵn, đó là 2, 2, 2 và 4, 4. Đây là cách ngắt nhịp phổ biến của thơ lục bát. Còn về cách gieo vần, khổ thơ được gieo lần lượt theo hai vần bằng, đó là ơi trời và hơn rờn sơn. Ta cùng nhau chuyển sang phần hai nhỏ là vẻ đẹp cảnh sắc quê hương. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhóm. Các bạn hãy xác định những hình ảnh tiêu biểu và biện pháp tu từ cho biết tác dụng và tình cảm của tác giả. Chúng ta thấy này, những hình ảnh tiêu biểu đó là mênh mông biển lúa, cánh cò bay lả rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn. Tác dụng đó là gợi ra sự trù phú, giàu đẹp, gợi ra vẻ đẹp nên thơ, bình dị và vẻ đẹp vừa thanh bình, yên ả, vừa hùng vĩ của đỉnh Trường Sơn. Biện pháp tu từ được sử dụng ở đây đó là nhân hóa, ơi. Ơi là cách gọi thân mật làm cho hình ảnh đất nước hiện lên gần gũi, thân mật. So sánh, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn, đây là so sánh, hơn kém. Đảo ngữ, mênh mông biển lúa. Tác dụng của biện pháp tu từ đó là coi đất nước như một con người, làm cho đất nước hiện lên gần gũi, thân thuộc. Đất nước mình là đẹp nhất, không nơi nào đẹp hơn, nhấn mạnh được sự rộng lớn. Qua đó thể hiện được tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước. Đó là một tình yêu quê hương đất nước tha thiết, mãnh liệt, đồng thời thể hiện niềm tự hào về vẻ đẹp của đất nước. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, ba nhỏ, vẻ đẹp con người Việt Nam. Đây chúng ta cũng sẽ thảo luận nhóm từ khổ thơ thứ hai cho đến khổ thơ thứ năm. Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau, cho đến tay người như có phép tiên, trên che lá cũng dệt nghìn bài thơ. Các bạn hãy tìm những hình ảnh từ ngữ và nêu tác dụng của những hình ảnh từ ngữ đó, tìm cho cô các biện pháp tu từ có ở trong các khổ thơ, qua đó thấy được tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước. Chúng ta thấy ở khổ thơ thứ nhất, những hình ảnh từ ngữ đó là mặt người vất vả in sâu, chịu nhiều thương đau, áo nâu nhuộm bùn. Và tác dụng của những hình ảnh từ ngữ đó là cho thấy được sự cần cù, chịu thương, chịu khó, giản dị của con người Việt Nam. Vẻ đẹp ở khổ thơ thứ hai đó là chìm trong máu lửa, vùng đứng lên, đạp quân thù xuống đất đen, hiền như xưa. Thấy được sự kiên cường, mạnh mẽ, anh hùng nhưng cũng rất đỗi hiền lành. Trong khổ thơ thứ ba, hình ảnh từ ngữ đó là yêu trọn, tấm lòng thủy chung, thể hiện được sự hồn nhiên,
thủy chung, son sắt, trọng nghĩa, tình. Vẻ đẹp ở trong khổ thơ thứ tư đó là tay người như có phép tiên, trên tre lá dệt nghìn bài thơ. Tác dụng của hình ảnh từ ngữ đó là thấy được sự khéo léo, tài hoa, tỉ mẩn, sáng tạo, chăm chỉ. Biện pháp thu từ được sử dụng ở trong những khổ thơ này đó là phóng đại, chìm trong máu lửa, hay là so sánh tay người như có phép tiên. Qua đó chúng ta thấy được tình cảm của tác giả đối với quê hương đất nước, đó là niềm tự hào về vẻ đẹp của con người Việt Nam, lòng biết ơn, tình yêu quê hương đất nước tha thiết, mãnh liệt. Bốn, bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của bản thân. Vậy thì văn bản trên gợi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì về con người và cảnh sắc quê hương, và bản thân em cần có trách nhiệm gì đối với quê hương, đất nước? Chắc hẳn nhiều bạn cũng có những suy nghĩ giống tác giả. Đất nước chúng ta với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, hùng vĩ, giàu sức sống. Con người cần cù, chịu khó trong lao động, anh hùng, kiên cường trong chiến đấu, thủy chung, son sắt trong tâm hồn và hiền lành, chăm chỉ trong cuộc sống đời thường. Từ đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm, yêu mến, quý trọng, biết ơn các thế hệ cha ông đã xây dựng và bảo vệ đất nước, tự hào về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, kế thừa, phát huy những mặt tích cực, giới thiệu, quảng bá quê hương đất nước cho bạn bè và ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người có ích. La mã, luyện tập. Cô yêu cầu các bạn này, hãy vẽ sơ đồ tư duy, khái quát nội dung của bài học. Thì phần này các bạn sẽ làm vào trong vở bài tập cho cô. Dẫn về nhà. Trước tiên là các bạn sẽ hoàn thành sơ đồ tư duy và trong vở bài tập. Thứ hai là các bạn đọc và chuẩn bị bài. Bài ca dao đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng. Đây là nội dung ghi bài của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ ghi vào trong vở bài học. Cuối cùng, cô chúc các em học thật tốt. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi.